chọn ngành học đón đầu xu thế được coi là chìa khóa để mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh việc tìm hiểu xu hướng chung về nguồn nhân lực, nhiều học sinh và phụ huynh đã có sự quan tâm tìm hiểu để lựa chọn những ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ngay tại nơi mình sinh sống. Với số điểm xét tuyển đại học khối C là 28,75, em Nguyễn Hương Thảo có khá nhiều lựa chọn nguyện vọng, thế nhưng cả Thảo và gia đình đều cảm thấy băn khoăn chăn trở trong việc chọn ngành chọn trường để đảm bảo cơ hội có việc làm thu nhập ổn định trong tương lai. Em đã đặt nguyện vọng 1 của mình vào ngành quốc tế học, nguyện vọng thứ 2 của em là ngành tâm lý học. Trong cái quá trình mà lựa chọn nguyện vọng thì em cũng phải cân nhắc giữa việc đam mê của mình, ngành mình thích với việc cơ hội việc làm tại quê hương của mình hiện tại. Trong các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, bên cạnh các nhóm ngành nghề cơ bản, truyền thống, thì nhóm ngành nghề mới như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và thí sinh. Đây cũng là những nhóm ngành được dự báo phù hợp với xu thế phát triển của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Theo quy hoạch, giai đoạn thời kỳ 2021-2030, tỉnh Hưng Yên tập trung phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, năng lượng, công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo, công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ, sinh học, dược phẩm. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo cần xây dựng lộ trình, chương trình đào tạo phù hợp. Đón đầu xu hướng, trường đại học Fendica có đầy đủ các nhóm ngành mới phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động trong những năm tới. Hưng Yên đang dần hình thành lên các cái khu công nghiệp, thì những cái ngành kỹ thuật, công nghệ sẽ có nhu cầu nhân lực cao trong tương lai. Trường đại học Fendica đã tập trung phát triển những ngành đào tạo mới, xây dựng các cái chương trình đào tạo với các cái chuẩn đầu ra phù hợp. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương với 3 đô thị trung tâm được xây dựng và phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, trở thành nơi đáng sống ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, với hàng loạt các khu cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng sẽ thu hút đông đảo người lao động tới sống và làm việc tại Hưng Yên. Điều này cũng mở ra cơ hội việc làm đối với nhóm ngành an sinh xã hội như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y khoa. Trường học Fendica và tập đoàn Fendica đã đầu tư một bệnh viện riêng dành cho khối khoa học sức khỏe. Các em có thể là sẽ học tiếp lên thạc sĩ hay là chuyên khoa, hoặc là có thể tham gia những chương trình đào tạo liên kết quốc tế, hoặc có thể thậm chí là làm việc ngay tại cơ sở bệnh viện của trường. Chọn ngành, chọn trường là bước đầu. Dù theo đuổi ngành nghề nào, muốn có được cơ hội việc làm tốt thì trước hết phải vững kiến thức chuyên môn.